Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay là được tiếp nối trở lại cùng quý vị với một gương mặt nhạc sĩ khác. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị nhạc sĩ Tú Nhi hay danh ca Chế Linh. Dạ, thưa anh Chế Linh, được biết là anh sinh năm 1942, có nghĩa là năm nay anh đã 81 tuổi rồi. Đúng vậy. Với số tuổi này thì có lẽ anh là ca sĩ lớn tuổi nhất hiện nay còn đứng sân khấu, phải không ạ? Không phải lớn đâu. Dạ. Mà quá già đi. Thưa anh. Già rồi mà vẫn còn ham hát quý vị. Và năm nay là năm thứ 62 mà anh đã đứng trên sân khấu. Hôm nay là cái ngày kỷ niệm 40 năm âm nhạc của Trung tâm Thúy Nga, nguyên một chặng đường dài. Anh đã từng đóng góp rất nhiều trong những cuốn Paris by Night. Những cái tình cảm vui buồn nào, những kỷ niệm nào để lại những dấu ấn đẹp đẽ trong lòng anh? Rất cảm ơn Dũng. Cảm ơn tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay. Thật sự mà nói, Trung tâm Thúy Nga phải nói đến anh Tô Văn Lai, chị Thúy, Trung tâm Thúy Nga. Và lúc đó thì Chế Linh có nói với anh Tô Văn Lai, cái đường còn dài lắm anh. Và đồng thời bây giờ anh thấy con của anh, đứa nào anh nên gầy cho nó theo cái nghề này để còn tiếp nối trong sau này. Và từ đó tôi không ngờ anh Tô Văn Lai đã làm được bằng chứng hôm nay Tô Ngọc Thủy và Huỳnh Thư đã có tiếp nối để con đường phát huy nghệ thuật. Và đồng thời rất là cảm ơn tất cả quý vị đã góp phần ở trong cái gọi là bảo tồn văn hóa nghệ thuật của Việt Nam chúng ta, không chỉ riêng ở hải ngoại mà trên toàn thế giới. Thưa quý vị, ở trong đó không quên cảm ơn tất cả các đàn anh, đàn chị, những người văn nghệ sĩ đi trước đã ung đúc và đã góp góp phần lớn, rất lớn ở trong cái công cuộc này. Một lần nữa cho nên xin cảm ơn Trung tâm Thúy Nga đã rất là công lao cho tới ngày hôm nay. Quý vị biết rồi, vô cùng gian nan. Mặc dầu trước đó thì làm một cái project ở tại Paris by Night đó, tại Paris đó, thì chỉ có 30-40 ngàn đô la thành một project rồi. Bây giờ tới 1 triệu mấy, gần 2 triệu bạc thì mới có một project để mà cống hiến đến những người thưởng ngoạn hôm nay. Một lần nữa, Tê Linh xin cảm ơn anh Tô Văn Lai đã gây dựng cái công cuộc này. Rất lòng công lao. Cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn anh Chế Linh rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, trong 62 năm vừa rồi thì nhạc sĩ Chế Linh, nhạc sĩ Tú Nhi cũng như là ca sĩ Chế Linh đã sáng tác rất nhiều. Anh có cái ấn tượng nào về tại sao mà anh lại tạo ra cho mình một cái phong cách hát khác mọi người? Thưa quý vị, thưa anh Dũng, thưa tất cả quý vị, hồi xưa đó thì mới là du vào làng văn nghệ đó thì thật sự mà nói không có bài nào cho riêng mình hết. Nào là anh Ngọc, anh Duy Trác, anh Duy Khánh, Hùng Cường và một số những ca sĩ khác nữa như anh Mai Trường hát những cái bài chẳng hạn như là của Đặng Thế Phong, của Văn Cao, của nhiều nhạc sĩ mà có thể nói rằng là tiền chiến. Và anh em cứ tuần tự nhau mà hát những bài hát đó, tôi thấy rằng không ổn rồi, tìm một lối mới, thành thử tôi bỏ, không có chấp nhận theo cái dòng nhạc này nữa. Anh bỏ rồi đi đâu thưa anh? Đi lên núi Bửu Long. Và thật sự quý vị, tôi đã lên núi Bửu Long ở tại trong chùa và tôi luyện nhạc ở đó, luyện hát và viết bài ở tại đó. Và viết bài đầu tiên là bài Đêm Buồn Tĩnh Lẻ và một số những cái bài hát khác nữa. Và gặp anh Trúc Phương, gặp anh Châu Kỳ cùng một cái đoàn hát ở tại đó. Và tôi cũng gia nhập cái đoàn hát đó, tức là đoàn Biệt Chính ở tại Biên Hòa. Và đồng thời viết một số những cái bài hát gần gũi với những người sinh hoạt hàng ngày, là có thể nói rằng những bài hát phổ thông bình dân nhất, hát dễ hiểu, dễ nghe. Và từ đó tôi chọn cái dòng nhạc đó cho tới ngày hôm nay. Và dòng nhạc đó đã định hình được tên tuổi của Chế Linh cho đến tận bây giờ. Vâng thưa anh, trong những nhạc phẩm mà trên dưới 100 bài đã sáng tác, bài hát nào để lại ấn tượng cho anh nhiều nhất? Thưa anh Dũng, thưa quý vị, bài hát mà có thể nói là cho tôi những cái cảm xúc
rất là cao độ. Bài hát Thương Hận viết ở trong dịp Tết Mậu Thân, bài hát đó rất là ý nghĩa đối với tôi. Anh có thể cho mọi người nghe được một câu hát trong bài hát đó không thưa anh? Hát chay vậy hả? Dạ, hát mọi người nghe để biết cái bài đó như thế nào. Dạ. Tội nghiệp tôi, anh cứ khai thác tôi hoài, tôi già lắm rồi. Có ai biết được, có mình tôi buồn. Bài này anh Dũng có biết. Cảm ơn nhạc sĩ Chê Linh, cảm ơn nhạc sĩ Tú Nhi. Thưa anh, trong chương trình ngày hôm nay anh sẽ lựa chọn tác phẩm nào để trình bày cho khán giả yêu nhạc? Thưa anh Dũng, thưa tất cả quý vị, và hôm nay 40 năm hành trình của Paris by Night, Chê Linh xin chọn hai bài hát mà Tú Nhi đã viết cho ca sĩ Chê Linh hát. Bài hát được mang tên Đoạn Buồn Cho Tôi và Xin Làm Người Xa Lạ. Mời quý vị nghe sau đây. Từ ngày mới yêu nhau, mình hằng mơ không dang dở tình đâu. Tình còn đây mà người tình đã quên mau, người đành lòng không xót đau, lạnh lùng bỏ đi không nói. Đoạn đường nào từng diều bước nhau đi, người đã quên, ôi quên biết đường về. Sau gọi sâu dạ rơi lệ ướt lên mi, đoạn buồn người ơi có nghe khi mưa mưa lạnh về đêm. Thôi về đi em, về đi em, chẳng còn gì nữa rồi. Đời đã cho ta bao nhiêu cơn sầu, để từng đêm sâu ôi thương nhớ trăng sao. Thôi về đi em, về đi em, một lần này hết rồi. Cuộc tình đôi ta em coi như xa lạ, bởi nhầm yêu thương ta bỏ ta chán trường. Còn gì đâu em, tháng ngày vui qua mất rồi. Còn gì đâu em, thôi đừng đến xót xa thêm. Đoạn buồn ta đi còn dài lê thế, bởi còn đam mê xuôi bước chân quên về, nên nhỡ quên câu thề. Từ đó đôi ta buồn thật nhiều trong tình yêu. Nhớ hôm nào ta mới giận hờn, đưa nhau về đường phố mưa trơn. Bây giờ
xa cách nghìn trùng. Người đời thường hay gian dối, tôi xin chấp nhận tuổi buồn. Còn gì đâu em nhắc nhở chi cho thêm buồn, còn gì đâu em sao còn đến đắng cay thêm, còn gì đâu em, còn gì đâu em, còn gì đâu em, xa cách nhau xa rồi thôi nhé quên trong đời, còn có yêu xin hãy làm người là nghe. Còn gì đâu em, còn gì đâu em, còn gì đâu em, xa cách nhau xa rồi thôi nhé quên trong đời, còn có yêu xin hãy làm người lạ nghe. Cảm ơn quý vị. Xin chúc tất cả quý vị bình an và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị một ngày thật gần. Vị thanh nhẹ, ngọt nhẹ. Uống vô cái vị đúng là cũng có sâm luôn á. Mình cảm thấy nhiều năng lượng hơn. Là thương hiệu hát sâm chăm sóc sức khỏe từ bên trong, được tin dùng nhiều năm tại Hoa Kỳ, Dr. Sam hân hạnh đồng hành cùng Paris by Night 137. Mỗi lần mà Kha đi quay phim về mà mệt mỏi, chỉ cần một gói này thôi là tràn đầy năng lượng sức sống. Dr. Sam Rally's Well. Dr. Sam Mancore and Utology là một sự phối hợp tinh tế được kết hợp bởi cao hắc sâm, collagen và nhân sâm Peru, với các chiết xuất sử dụng phương pháp cổ truyền của nhân sâm tươi 6 tuổi đã được tôi luyện qua 9 lần hấp sấy để cô đọng lại thành cao hắc sâm. Vì vậy, hàm lượng dinh dưỡng của cao hắc sâm vượt trội hơn 20 lần so với các loại sâm khác. Dr. Sam Utology giúp trẻ hóa, hỗ trợ cân bằng hóc môn và trí nhớ. Dr. Sam Mancore hỗ trợ tăng cường sinh lý, sinh lực, tăng cường trí nhớ, giúp giải quyết vấn đề hiếm muộn. Dr. Sam, Health is Wealth.